Xin chào tất cả các bạn. Rất vui vì được gặp lại các em ở trong phần phát trực tiếp buổi tối ngày hôm nay cùng với chị. Các bạn ơi, không biết là có những bạn nhỏ nào đã vào theo dõi phần phát trực tiếp này rồi nhỉ? Các em có thể bình luận cho chị biết được không nào? Xin chào các em nha, xin chào các bạn. Các bạn ơi, có bạn nào đã có mặt ở đây chưa? Rồi. À, chị có dạy lớp 10 không ạ? Các bạn ơi, học văn chị Hiên hiện tại có các khóa học online từ lớp 8 đến lớp 12 luôn đấy. Đó, và đặc biệt là với các lớp mà học chương trình mới như là lớp 8 này, lớp 10, lớp 11 thì chúng mình đều có các khóa học tương ứng với từng bộ sách. Nên là em học bộ sách nào thì em sẽ đăng ký tham gia cái khóa học tương ứng với bộ sách đấy nha. Đều là những khóa học toàn diện cả năm luôn. Thế nên là Trương Tuyến có thể giúp chị, em có thể nhắn tin về cho chị để nhận thông tin về khóa học lớp 10 nhá. Rồi, xin chào các em, xin chào các bạn, xin chào Tú Lê nha. Rồi, xin chào Quỳnh, xin chào Dung nhá. Có những bạn nào đang theo dõi nữa nhở? Các bạn bình luận cho chị biết với nào. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta, sau khi mà các bạn 2K9 chúng ta tham gia khóa học không đồng, khóa học tiếp cận ngữ văn lớp 9, thì chị nghĩ rằng là các em cũng đã đủ hình dung được về những cái văn bản mà chúng ta sẽ học ở trong chương trình, đặc biệt là về các văn bản văn học trung đại, đúng không nào? Chúng ta đã đồng hành cùng với chị Lan Anh này và biết được những cái kiến thức cơ bản, biết được những thông tin quan trọng liên quan đến từng văn bản. Đấy, thế thì bạn nào mà chúng ta đang có cái ý định là sẽ tìm hiểu và học thật là chăm chỉ trong kỳ hè này thì các bạn cũng đừng bỏ qua những nội dung mà chị chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Rất vui được gặp lại các em. Em có tài liệu rồi ạ. Xin chào Gia Hân. Không biết là em có tài liệu gì rồi. Thế nhưng mà hôm nay thì chị muốn giới thiệu cái tài liệu độc quyền dành cho các bạn ở trong khóa học văn VIP lớp 9. Nghĩa là khi mà chúng mình tham gia khóa học văn VIP lớp 9 thì bên cạnh việc là các em sẽ được tặng một cuốn vở bài tập, cuốn vở luyện viết, cuốn vở bài tập đó cũng là tài liệu độc quyền của khóa văn VIP rồi. Thế nhưng bên cạnh đấy không thể thiếu chính là cái bộ tài liệu bản mềm mà các em có thể chủ động in ra. Và đây, đây mới là cái phần kiến thức mà các bạn mong chờ nhất đây. Đây mới là cái phần tài liệu mà chị nghĩ rằng là khi tham gia bất cứ một khóa học môn văn nào thì các em cũng rất là quan tâm, đúng không ạ? Nghĩa là chúng ta học thì tất nhiên là sẽ cần phải có tài liệu đi kèm nữa rồi này. Đấy, thì khi mà chúng mình học trong khóa học, chúng ta sẽ cùng ghi chép với cả giáo viên, chúng ta sẽ cùng tương tác trao đổi, và sau buổi học thì chúng ta sẽ nhận được tài liệu về bài học đó. Thế thì không biết là các bạn có băn khoăn hay là có những cái hình dung như thế nào về tài liệu của khóa học văn VIP không? Rồi, xin chào Thanh Vân nhá. Thanh Vân là đang trong thời gian chờ điểm đúng không? Không biết là ở tỉnh em thì biết điểm chưa? Không biết là chúng mình đã biết điểm hết chưa này? Rồi, thế thì trước khi mà chị bật mí về tài liệu của khóa VIP 9 này nhá, thì các bạn có thể đưa ra cho chị một vài những cái suy đoán của các em được không? Các bạn đoán là trong tài liệu của một bài học thì sẽ có những phần kiến thức gì? Em thử đoán xem là ví dụ như là về tài liệu của văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương chẳng hạn, thì trong tài liệu của khóa văn VIP sẽ có những kiến thức gì? Em có thể suy đoán hoặc là đưa ra cái mong muốn của mình ý, kiểu như là bây giờ chúng ta đã tiếp cận với chương trình lớp 9 rồi, chúng mình đã từng đọc các cái văn bản này rồi, thế thì em mong muốn là sẽ có những tài liệu như thế nào để giúp mình học tốt hơn về văn bản này? Có thể chia sẻ cho chị biết được không nào? Các bạn ơi, các em đã tiếp cận với những cái bộ tài liệu của lớp 9 chưa? Chị thấy là trong những bài đăng hay trong những đợt tặng tài liệu của văn chị Hiên thì các bạn 2K9 đang dần quan tâm rồi đấy. Nhưng mà cũng chưa có nhiều nha. Chưa hẳn là có nhiều đâu. Thực sự là chị thấy tinh thần học của các bạn 2K9 năm nay, nếu như mà so sánh một chút xíu thôi nhá, với các anh chị 2K8 năm vừa rồi, là đang chưa được thực sự sôi nổi đâu.
Đấy, thì có lẽ là chúng ta đang tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi sau một năm học và cũng là sẵn sàng cho một năm học quan trọng. Nhưng nếu như mà đã nghỉ ngơi đủ rồi hoặc là em đã có sự quan tâm rồi thì cũng đừng chần chừ thêm nữa nhé. Ở đây thì chị đang rất là muốn hỏi các bạn là không biết các em mong muốn là trong tài liệu về một văn bản thì các em sẽ muốn có những cái phần kiến thức như thế nào? Các em thích có dàn ý hay là các em thích có viết mẫu hay là các bạn thích có những cái kiến thức mở rộng? Không biết là các bạn thích có những cái phần kiến thức như thế nào trong một cái bộ tài liệu liên quan đến một văn bản nhỉ? Chị đoán là ấy, khi mà nhận tài liệu, khi mà có tài liệu thì chúng ta mong muốn làm sao để có thể có được một cái phần tài liệu đầy đủ nhất. Đấy, rồi là giúp cho chúng ta cứ cần gì là chúng ta chỉ cần tìm đến đó thôi, là chúng ta có tất tần tật những gì về một văn bản, đúng không ạ? Tài liệu về môn văn thì không hề thiếu, rồi là tài liệu về mỗi tác phẩm thì lại càng bạt ngàn. Nhưng nếu như mà chúng ta bị bơi giữa cái bể kiến thức như thế thì đôi khi đó lại là một cái điều không tốt, đôi khi đó lại khiến cho chúng ta cảm thấy bị rối và thiếu cái sự hệ thống hóa. Bởi vậy mà tài liệu về mỗi văn bản ở trong khóa văn VIP ý, sẽ là cái tài liệu mà các chị hướng đến. Thứ nhất là đầy đủ nhất. Thứ hai là trình bày một cách khoa học nhá. Đấy, và thứ ba là cũng truyền cảm hứng để các bạn có thể trình bày rồi có thể có thêm những cái cảm hứng tốt khi mà chúng mình học văn nữa. Bởi vậy mà nhìn vào bộ tài liệu này, em cũng thấy đấy, đấy rất là xinh xắn đúng không? Nhá, mỗi văn bản thì đều có một bộ tài liệu riêng và có bìa này, đấy có bìa xinh xắn cho chúng mình luôn. Bây giờ chị thử mở một tài liệu của một tác phẩm để các bạn cùng khám phá nhá. Em muốn xem tài liệu về văn bản nào? Các bạn muốn xem tài liệu về văn bản nào nhỉ? À, em muốn có nội dung, nghệ thuật, những chi tiết và ý chính. Ngoài ra có thêm một số liên hệ. Bạn nhỏ rất là nắm bắt những cái kiến thức quan trọng liên quan đến văn bản đấy nha. Liệt kê ra được những nội dung đó cũng chính là những cái nội dung rất là cần thiết khi chúng mình học một văn bản đúng không? Em nhận được quyển văn học trung đại rồi ạ. À. Chúc mừng Đỗ Hà nhé. Mong là em có thể tận dụng tốt cuốn sách đó để chúng mình học thật là tốt nha. Em muốn có dàn ý. Em muốn có dàn ý trước và sau đó thì viết bài. À, em muốn xem văn bản chị em Thúy Kiều đúng không? Em muốn xem về văn bản truyện Kiều. Rồi, thế thì các bạn đã sẵn sàng chưa? Đến lúc chị mở lên thì đừng bất ngờ quá nhá. Bởi vì là số trang của các cái văn bản này không ít đâu, số trang của những tài liệu này không hề ít đâu. Đấy, bởi vì là đầy đủ nhất mà. Thế nên bây giờ ví dụ đối với văn bản chị em Thúy Kiều đúng không? Đây, các bạn có thể theo dõi ở đây. Chúng ta có tài liệu về văn bản chị em Thúy Kiều. Trước tiên, chúng mình sẽ có một chiếc bìa thật là xinh xắn này để mà phân biệt giữa tài liệu của văn bản này với tài liệu của văn bản khác nhá. Sau đó, chúng mình sẽ cùng đến với phần nội dung. Ở đây thì chỉ có phần phân tích cho văn bản chị em Thúy Kiều thôi. Còn tất cả những cái kiến thức tổng quát về truyện Kiều là chúng ta học trong một buổi riêng. Bởi vậy mà sẽ có một cái file tài liệu riêng về truyện Kiều. Đây này, các bạn nhìn nhá. Đấy, nên là đừng bạn nào băn khoăn rằng là ô thế không tìm hiểu về truyện Kiều à chị. Thì riêng truyện Kiều chúng ta có một file riêng. Đây, ok chưa? Riêng truyện Kiều là chúng ta có một file riêng. Và trong cái file về truyện Kiều thì đây là văn bản và cũng là về một tác giả mà chúng ta sẽ có một cái bài văn học sử duy nhất trong chương trình lớp 9 luôn, chỉ tìm hiểu về tác giả và tác phẩm thôi. Đấy, thế nên là tài liệu về truyện Kiều cũng sẽ có tài liệu về tác giả Nguyễn Du này, ok chưa? Rồi chúng ta sẽ có tài liệu về truyện Kiều. Đấy, nhá. Ở đây thì chỉ có cái phần tóm tắt truyện Kiều bằng tranh và bằng cả những cái câu thơ gọi là tiêu biểu để chúng mình hình dung ra về diễn biến, hình dung ra về cốt truyện. Đó, nhá, hình dung ra những cái dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của nàng Kiều. Đấy, chị nghĩ rằng là một cái sự hình dung cần thiết khi chúng ta tìm hiểu về truyện Kiều đấy. Đó, đồng ý chưa ạ? Nhá. Đấy, thì đây là về phần tài liệu về truyện Kiều này. Những cái mà chị tin rằng là nếu như mà chúng ta tự tìm tòi thì sẽ phải mất rất là nhiều thời gian. Thay vào đó thì chúng mình có thể gặp nhau ở trong khóa học văn VIP
cùng trao đổi với nhau, và sau đó là nhận cái tài liệu này và chúng mình chỉ cần học theo đó thôi, đúng không? Đấy nhá, đây chính là tài liệu về truyện Kiều. Thế còn tài liệu về văn bản chị em Thúy Kiều thì như thế nào? Các bạn thích có dàn ý đúng không? Tất nhiên rồi, chúng ta phải có dàn ý. Dàn ý là cái mà chúng ta cần nhớ, chứ không phải là cái để chứ không phải là chúng mình sẽ học thuộc văn mẫu đâu nhá. Không phải là chúng mình chỉ cần mỗi văn mẫu. Ở đây trong tài liệu này chúng mình sẽ có dàn ý. Nhưng mà phần dàn ý đó chị chia ra thành hai dạng. Một là hình ảnh mà gọi là chị take note một chút xíu, kiểu như là đánh dấu vào trong những cái từ ngữ quan trọng của các câu thơ và ghi ra cái ý nghĩa khái quát nhất, cái ý nghĩa gọi là những cái từ khóa quan trọng nhất để giúp em hiểu về câu thơ đó. Riêng với truyện Kiều, riêng với văn bản Trung Đại thì việc chúng ta đọc lên và chúng ta hiểu được đã là một bước quan trọng đầu tiên rồi. Sau đấy mới là chúng mình phân tích, cảm nhận, đúng không? Đó, thế nên rằng là khi mà nhận tài liệu về văn bản chị em Thúy Kiều hay là các văn bản khác trong truyện Kiều này, đấy thì chúng mình sẽ có một cái phần kiểu như là chị sẽ đánh dấu vào và giải thích nhanh gọn những từ khóa chính để các bạn hình dung được về từng câu. Sau đấy thì sẽ có dàn ý này. Ok chưa? Sẽ có phần dàn ý nhá. Những cái ý chính nhất thôi. Bởi vì đây là cái mà các em cần nhớ, chứ không phải là chúng mình phải học thuộc lòng quá nhiều nha. Sau đấy thì những ý chính này được diễn đạt như thế nào thì chúng mình sẽ đọc ở dưới phần viết mẫu tương ứng luôn. Kiểu như dàn ý đến đâu thì viết mẫu đến đấy luôn nhá. Đồng ý không nào? Đấy. Đó, đấy cứ viết mẫu từng phần, mỗi phần sẽ đều có là dàn ý này và sẽ có viết mẫu. Trong dàn ý thì có cả cái phần giải thích nhanh gọn, đánh dấu theo từng câu thơ. Thật ra ấy, nếu như mà chúng mình đã có cái cách diễn đạt cơ bản rồi thì chỉ cần xem cái phần đánh dấu này thôi là chúng ta cũng đã có ý để viết rồi, đúng không các em? Đấy nhá. Ok chưa? Muốn phân tích kỹ lưỡng thì làm như thế nào vậy chị? Muốn phân tích kỹ lưỡng nhá thì trước tiên là em phải hiểu được, tức nghĩa là em phải có cái kiến thức nền, nghĩa là có cái dàn ý này này, đồng ý chưa? Có ý chính này này nhá. Nhưng sau đó thì bên cạnh việc em trình bày được ra những ý phân tích cơ bản thì ở những cái ý phân tích trọng tâm em tìm tòi thêm, em đặt để cả cái sự quan tâm, đặt để cả tình cảm của mình ở đó nữa, để mình cảm nhận, đưa ra những cảm xúc của cá nhân mình này, đưa ra sự đánh giá của cá nhân mình, hoặc là có những cái sự liên hệ, hoặc là có những sự mở rộng để giúp cho bài của em được phân tích sâu hơn. Nhưng hãy nhớ nhá, trước khi phân tích sâu thì mình cần phải phân tích đủ và đúng. Thế nên rằng là hệ thống ý chính là cái mà các bạn cần phải nắm bắt được đầu tiên nha. Năm nào cũng thế, có một cái câu chuyện muôn thuở khi mà các thầy cô chấm thi trong kỳ thi vào 10, và chị tin rằng là cũng trong rất nhiều những kỳ thi môn văn khác, chính là trong cách viết của các bạn học sinh. Chúng mình thường là hay chú trọng vào cái vẻ bề ngoài, làm sao câu từ thật là hoa mỹ, thật là bay bổng. Nhưng nhiều khi ấy, chúng mình có những cái cách kết hợp từ thực sự là cũng khiến cho thầy cô bất ngờ, cũng khiến cho người chấm bất ngờ, bởi vì là không hiểu sao bạn ấy có thể dùng từ như vậy. Bởi vì là cho thấy rõ là bạn không hiểu từ đấy. Đấy nhưng mà vẫn dùng. Đấy rồi là những cái cách viết nó quá là sáo rỗng, quá là quen thuộc rồi. Kiểu như bị dập khuôn ấy. Đấy thì chúng ta nên tránh tất cả những cái vấn đề đó để có thể viết nên được bài văn của chính mình này. Xuất phát từ cách hiểu của chính mình này và rõ ràng mạch lạc các em nhé. Đấy, thì để rõ ràng mạch lạc này thì chúng ta sẽ trình bày theo từng ý chính. Trong mỗi ý đấy chúng ta sẽ diễn đạt cụ thể ra. Thì đây, phần viết mẫu sẽ chính là phần diễn đạt cụ thể để giúp cho các em tham khảo nhé. Thế là có tài liệu này thì chúng mình sẽ có thể nắm được ý chính này. Và thứ hai là cũng trau dồi về cách diễn đạt luôn. Khi mà cứ tương ứng với hệ thống dàn ý bên trên, chính là phần viết mẫu bên dưới. Ok chưa nào? Rồi, tài liệu này có phí không ạ? Chị ơi làm sao để em vào xem file như chị vậy ạ? Ở đây chị đang giới thiệu tới các bạn chính là bộ tài liệu bản mềm của khóa học Văn VIP lớp 9 các em nhé. Đấy thì tài liệu này là tài liệu dành riêng cho các bạn khi mà đăng ký tham gia khóa học Văn VIP lớp 9.
Bởi vậy mà bạn nào chưa biết đến thông tin của khóa học này thì các em hãy nhanh chóng nhắn tin về cho chị, hoặc là các bạn có thể tìm hiểu qua cái đường link mà chị có ghim ở dưới phần bình luận đấy. Khóa học Văn VIP lớp 9 nha, đồng ý chưa? Thì đây là tài liệu bản mềm. Nghĩa là chị thấy các bạn có thể đã hình dung được về cái quà tặng của chúng ta khi tham gia khóa học Văn VIP, đó chính là một cuốn vở luyện viết. Thế nhưng từng đó không phải là tất cả. Đồng ý không? Mà cái quan trọng này, cái quan trọng chính là những tài liệu sau buổi học, tài liệu về từng văn bản, nơi mà kem cần cái gì về văn bản là chúng ta đều có hết, đều có đầy đủ hết. Kiểu như các chị làm giúp các bạn một thao tác, đấy là tổng hợp tất cả những tài liệu cần thiết, quan trọng và đầy đủ chính xác để khi nào mà các em ôn về văn bản đó, các em chỉ cần xem ở đấy thôi. Thay vì việc là chúng mình phải tìm kiếm rồi là tự bơi trong một cái bể kiến thức, trong một cái bể tài liệu rất lớn như hiện nay. Đúng không? Đấy, thì em cần dàn ý, em có thể xem dàn ý trong tài liệu này. Em cần văn mẫu, em có thể xem văn mẫu ở trong tài liệu này. Rồi đặc biệt này, đặc biệt nhá. Chưa hết đây. Ở mỗi văn bản thì chúng ta đều có một phần vô cùng quan trọng nữa, chính là phần liên hệ mở rộng. Đó, nhá, chính là những cái nội dung mà giúp cho các em có thể có được dẫn chứng liên hệ mở rộng, những cái chất liệu liên hệ mở rộng. Em không dùng trong bài viết cũng được, nhưng em có thể đọc thêm để mình mở mang thêm kiến thức của mình mà. Đúng không? Đấy, thế nên là nhá, kiến thức cơ bản có, kiến thức liên hệ mở rộng nâng cao cũng có. Nên trong một tài liệu của một văn bản, như chị có nói đấy, là tất cả những gì các em cần về một văn bản thì sẽ có ở trong tài liệu đấy. Ok chưa? Mỗi văn bản là một file tài liệu riêng và chúng mình sẽ nhận sau khi mà học xong cái văn bản đấy ở trong khóa học Văn VIP. Nhá. Rồi. Em đăng ký rồi nhưng không thấy nói gì đến tài liệu này, bởi vì tài liệu này không phải là được in ra và gửi về cho các bạn, mà là chúng mình sẽ nhận sau khi học xong văn bản đấy ở trong khóa học. Đó, và khóa học thì chúng mình chưa có bắt đầu nhá. Các bạn đăng ký sớm, chúng mình được nhận rất là nhiều những ưu đãi về học phí, và bây giờ chỉ cần đợi đến buổi khai giảng là chúng ta bắt đầu thôi. Khai giảng xong chúng ta sẽ có một bài kiểm tra đầu vào này, sẽ có cái định hướng để các bạn biết được là chúng ta đang có những vấn đề gì trong môn văn. Sau đó thì chúng mình sẽ tiến hành vào quá trình học kiến thức của các văn bản. Thì học xong mỗi bài chúng ta mới nhận được file của cái bài đấy, mới nhận được file tài liệu của bài đấy nhá. Đó. Rồi nên có thể là các bạn chưa hỏi, các bạn không hỏi, thế nên là các chị cũng chưa có dịp giải đáp. Thì chị xin mượn cái phần phát trực tiếp ngày hôm nay để giới thiệu tới các bạn bộ tài liệu của khóa học Văn Viết lớp 9 như thế này nha. Rồi. Đấy. Nên là Bốp Bí ơi, em đã đăng ký khóa học Văn Viết lớp 9 thì em cứ yên tâm nhá. Cứ chỉ cần là bây giờ mình tập trung và mình chuẩn bị cho những cái đồ dùng cần thiết để bắt đầu khóa học thôi. Còn những tài liệu này sẽ được gửi tới các em, và đây là tài liệu bản mềm. Các bạn sẽ được nhận những cái đường link tài liệu và em có thể chủ động in ra hoặc là lưu về máy để chúng ta học nhé. Đấy, các em có muốn xem tài liệu của văn bản nào khác nữa không? Đúng rồi, khóa học Văn VIP lớp 9 thì chúng ta sẽ học trong cả một năm nhé. Đấy, khóa học Văn VIP lớp 9 thì học trong cả một năm này. Còn ngày hôm nay là ngày ưu đãi cuối cùng của khóa học văn toàn diện lớp 8. Nên ở đây nếu như mà có bạn nào, chúng ta có em nhỏ lớp 8 này đang tìm kiếm khóa học online môn ngữ văn với bộ sách mới đấy. Đấy thì các em có thể là nhắn tin về cho chị để nhận thông tin về khóa học Văn VIP lớp 8. Đăng ký trong hôm nay để chúng mình còn được giảm học phí nha. Còn khóa học Văn VIP lớp 9 thì đây chính là một cái bộ tài liệu độc quyền của các bạn ở trong khóa Văn VIP. Các bạn nhé. Đấy, còn nếu như mà chúng ta ở đây có bạn hỏi là em thi học sinh giỏi văn thì cần tài liệu như thế nào ạ? Học sinh giỏi văn thì cần rất là nhiều những tài liệu. Chúng ta cần phải đọc nhiều, đồng ý không? Nhưng chị thấy có một cái chúng mình không nên dập khuôn, hay là không nên gò ép bản thân là chỉ được đọc những tài liệu này hay là phải đọc tài liệu này tài liệu kia. Bởi vì học sinh giỏi môn văn, cái cảm hứng của chúng ta cũng rất quan trọng. Bởi vậy mà em cũng nên đọc
những điều mà em thích, đọc những cái thể loại mà em thích để trau dồi về cái chất văn của mình. Còn về mặt kiến thức thì kiến thức nền cơ bản về các tác phẩm là một cái rất là quan trọng rồi, đúng không? Nó gọi là nền mà, là nền tảng mà. Đấy, thì từ kiến thức phân tích các văn bản này, em cũng hình thành nên cái tư duy phân tích cho mình này, để em đọc thêm các văn bản khác nữa. Đó, bởi vậy mà thi học sinh giỏi văn thì chị nghĩ trước tiên mình cũng vẫn rất là cần những tài liệu chi tiết và chuyên sâu về từng văn bản. Đó, nhá. Ví dụ như tài liệu chị đang giới thiệu từ các bạn này. Đấy, chị có để ở đây là tài liệu văn chuyên sâu. Nha. Thì những bạn nào mà chỉ học với cái mục tiêu là nắm được kiến thức cơ bản thì các em chỉ cần theo dõi và đọc thật kỹ cái phần dàn ý thôi, rất là ngắn gọn nha. Rồi bạn nào mà đặt mục tiêu cao hơn một chút xíu, điểm 8 cộng ở trong kỳ thi vào 10 hoặc là trong các cái kỳ thi của chúng ta, thì chúng mình đọc kỹ thêm nữa phần viết mẫu này, học hỏi từ phần viết mẫu này và đọc cả cái phần liên hệ mở rộng ở cuối nữa nhé. Rồi. À, em muốn xem tài liệu trước đường à. Sao đi nhanh vậy? Sao chúng mình nhảy nhanh vậy? Từ văn học trung đại giờ chuyển sang văn xuôi hiện đại luôn à? Đây, thế về văn bản trước đường à nhá. Về văn bản trước đường à. Đây, chúng mình có tài liệu về văn bản trước đường à như sau. Hình ở bìa hơi ngộ nghĩnh một chút các bạn ạ. Bởi vì là lấy chủ đề là chinh phục ốc đảo Văn Chương năm nay cho các bạn 2K9. Thế nên là những cái bộ tài liệu của chúng ta bìa cũng xanh ngát luôn, màu xanh của biển luôn. Đây, với văn bản trước lường Nga nhá, thì chúng ta đây là một văn bản văn học hiện đại. Thì chúng mình sẽ có các phần như sau. Phần tìm hiểu chung này. Ok chưa? Thì chúng mình sẽ tìm hiểu về tác giả và tác phẩm. Về tác giả có hai mục chính là cuộc đời, sự nghiệp sáng tác và sẽ có những tác giả có thêm mục thành tựu nữa. Về tác phẩm thì chúng ta có hoàn cảnh sáng tác, có nhan đề, có ngôi kể, có tình huống truyện. Đây là những cái kiến thức cơ bản là cái gọi là chúng ta sẽ dựa vào đấy để hiểu thêm về văn bản nha. Mà các bạn ở Hà Nội thì chắc là cũng đã hiểu những kiến thức này quan trọng như thế nào, bởi nó có thể rơi vào những câu hỏi nhỏ giúp cho chúng ta được những số điểm như là một điểm rưỡi đấy, và có mở bài, hai cái mở bài và hai cái kết bài tham khảo dành cho tác phẩm trước lường ngà đấy, mẫu kết bài, mẫu mở bài thôi nhá, chứ không phải là các bạn học thuộc lòng rồi bê nguyên si đâu, chúng ta đọc để chúng ta hình dung và chúng ta có thêm ý tưởng để viết thôi nhá. Bây giờ phần quan trọng nhất là phần phân tích văn bản. Thì đối với một tác phẩm văn xuôi, chúng ta sẽ có một cái bảng gọi là bảng tổng hợp dẫn chứng và ý nghĩa chính của cái dẫn chứng đấy. Bởi khi mà phân tích văn xuôi ấy, cái quan trọng là chúng ta phải có dẫn chứng. Chúng ta biết được là trong tác phẩm tác giả viết điều gì, viết như thế nào. Từ những trang viết ấy, ta mới có thể phân tích được và hiểu thêm về nhân vật. Nên để tránh cái lối viết diễn xuôi kể lại tác phẩm thì trong cái bảng này, chúng ta sẽ cần nhớ được các dẫn chứng và ý nghĩa chính của những dẫn chứng đấy. Nên đọc ở trong bảng này là các bạn cũng đã hình dung ra được về diễn biến của câu chuyện rồi. Đặc biệt là sẽ có luôn các cái từ khóa đi kèm theo ý nghĩa của những dẫn chứng nhá. Đó, ok chưa? Đấy. Bên dưới bảng này, sau cái phần ý chính đấy thì sẽ là phần phân tích chi tiết nha. Ở đây em có thể nhìn thấy phần phân tích chi tiết này vẫn là những gạch đầu dòng, nhưng thực tế chúng ta chỉ cần ghép các ý này vào với nhau thôi là có được một phần phân tích chi tiết. Bởi ở đây thì chị tách ra thành các gạch đầu dòng để các bạn hiểu được là ý nào được diễn đạt ra làm sao. Ok chưa? Đấy nhá. Đó. Đấy là tài liệu về tác phẩm trước lường Nga. Tất nhiên rồi, đầy đủ cả về nhân vật bé Thu, nhân vật anh Sáu này. Và cuối cùng là chúng ta có phần tổng kết và phần liên hệ mở rộng. Những nhận định liên hệ mở rộng để giúp chúng ta có thêm ý tưởng hoặc là chúng ta được mở mang thêm kiến thức về tác phẩm đó nhé. Rồi, ở đây nếu như mà có bạn nhỏ nào hoặc là có phụ huynh nào đang muốn tìm hiểu về khóa học lớp 8 hoặc khóa học lớp 9 cho các bạn nhỏ thì chúng ta có thể nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên cho cơ sở,
Hoặc là chúng mình có thể để lại thông tin, số điện thoại thì các anh chị ở trong team học văn chị Hiên sẽ chủ động liên hệ với các bạn để giải đáp những cái thắc mắc và tư vấn một khóa học phù hợp với mục đích của chúng ta nha. Với các bạn lớp 8 thì trong hôm nay khóa học văn toàn diện lớp 8 chúng mình học theo từng bộ sách. Bạn nào mà học bộ sách nào thì sẽ được tham gia cái khóa học tương ứng với bộ sách ấy nhá, chứ không phải là chúng mình học gộp tất cả các bộ sách vào cùng một khóa đâu. Mà ở đây là cùng là một cái tên là khóa học toàn diện lớp 8. Nhưng các bạn học bộ cánh diều thì chúng mình sẽ tham gia khóa học dành cho lớp cánh diều này. Các bạn học bộ kết nối tri thức với cuộc sống thì chúng ta sẽ tham gia cái khóa học của bộ sách đó. Hay là bạn nào học bộ chân trời sáng tạo thì sẽ tham gia khóa học của bộ sách đấy nhá. Đối với những khóa học của chương trình mới như lớp 8, lớp 10, lớp 11 thì sẽ là như vậy nha. Và chúng mình có khóa học cho cả một năm luôn. Đấy, cả một năm luôn. Xác định luôn lộ trình luôn để các bạn dễ theo dõi và cứ như vậy mà phấn đấu và cố gắng thôi nhá. Nên các em hoàn toàn có thể chủ động nhắn tin về cho chị để nhận thông tin hoặc là để được giải đáp những thắc mắc và hướng dẫn cách đăng ký tham gia khóa học online lớp 8 và lớp 9 nha. Đây chính là bộ tài liệu của khóa học Văn VIP lớp 9. Thế nên là chị rất mong rằng thông qua phần phát trực tiếp này, các bạn đã có thêm những cái thông tin rất là cần thiết khi mà chúng mình tìm hiểu về khóa học Văn VIP lớp 9 nhá. Không phải là chúng ta chỉ tham gia vào học rồi ghi chép và có duy nhất cái tài liệu chúng mình ghi chép đâu, mà sẽ còn rất nhiều những tài liệu độc quyền dành tặng cho các em nữa nhá. Đấy, thế nên rằng là đừng ngần ngại mà hãy nhắn tin về cho chị để có thể biết được tất cả những quyền lợi và tất cả những điều mà chúng mình sẽ nhận được khi tham gia khóa học Văn VIP lớp 9 nhá. Rồi, đó, thì đấy là nội dung của buổi tối ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với các bạn. Sẽ còn rất là nhiều những thông tin quan trọng nữa về khóa học Văn VIP lớp 9 này, về khóa học toàn diện cho lớp 8 này. Nên chị sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong một phần phát trực tiếp khác nữa nha. Nếu như có bất cứ thắc mắc gì thì các em có thể bình luận cho chị biết này, hoặc là nhắn tin về cho chị nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các em ở trong những phần phát trực tiếp sau. Bye bye!